Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp BEQT với lại Selenium. Thì hai cái này nó kết hợp như thế nào? Thì ví dụ mình có một cái file như thế này. Chạy lên. Thì đây là màn hình BEQT nè. Thì giờ mình nhấn nút này. Thì nó thực hiện cái chức năng Selenium giống như bình thường. Thì làm sao mình làm được như thế này? Thì để làm như thế này thì đầu tiên mình có một cái Selenium cơ bản như thế này. Đây là cái Selenium dạng hết sức cơ bản của nó. Thì gồm có cái chuỗi thư viện nè, rồi cách load cái driver lên, rồi truy cập vô cái trang này, rồi search ra cái tính năng mà tìm kiếm của cái driver này, tính năng tìm kiếm của cái trang này, rồi gõ vô đó chữ Python nè, rồi nhấn Enter, chạy lên nhé. Sẽ ra chức năng tìm kiếm này nè, gõ chữ Python, nhấn Enter thì nó sẽ ra như thế này. Thì mình sẽ kết hợp nó với BEQT ra sao? Thì đầu tiên mình sẽ mở cho các bạn xem cái BEQT, cái màn BEQT của nó. Thì cũng rất là đơn giản thôi, giả sử mình tạo luôn nhé. Tạo main window luôn nè. Ở đây mình lấy lại cái nút nhấn. Nè, đại khái vậy. À, chỉ đơn giản vậy thôi, mình chỉ lấy cái nút nhấn vậy thôi. Nè, lưu lại với file định dạng away nè. Thì giờ mình vô đây. Mình chuyển nó qua thành dạng sau khi mình cài thư viện BEQT rồi thì mình dùng lên này, thì mình chuyển nó qua từ đuôi UI thành phải đuôi B nè, tức là từ đuôi UI này mình chuyển thành file B giống như thế này. Chạy lên. Thì sau khi mình chuyển xong cái đó, mình sẽ vô mình copy cái màn hình loại 2 nè. Code màn hình loại 2 để chạy BEQT như cách mình vẫn làm trong cái chuỗi BEQT cơ bản, cái chuỗi Qt Designer cơ bản á. Thì nếu các bạn nào chưa biết cái code này cũng như cách sử dụng của nó thì các bạn có thể xem trong cái chuỗi đó mình nói rất là nhiều. Sau khi code copy cái code cơ bản để chạy BEQT lên thì chỉ có vài dòng lệnh thế này. Thì mình chỉ thay đổi duy nhất là cái file của chúng ta tên gì thì chúng ta sẽ ghi vô đây. Cái file BEQT, cái file GUI của mình cái tên là GUI. Thì mình ghi cho nó là GUI. Rồi các bạn là tên khác, các bạn sửa nó thành cái loại khác, là cái tên khác. Rồi, lát như thế này. Thì bây giờ mình chạy lên nè, cái file chạy lên nè. Thì bây giờ mình đã chạy được cái màn hình hồi nãy lên trên cái giao diện BEQT như thế này, load trên cái Selenium BEQT như thế này. Rồi bây giờ mình kết hợp với cái code này như thế nào? Thì bây giờ cái thư viện thì mình sẽ để ở đây. Đó. Là cái code thực thi. Cái thực thi mình sẽ để ở trong cái defi.
ty nó để vậy. Rồi chỉ đơn giản là mình chọn cái nút nhấn xuống là xong. Nút nhấn. Bây giờ mình chạy thử lại nhé. À, giờ nó mở lên giao diện BBT nè, nhấn ở đây thì nó chạy cái Selenium như bình thường. À, thì đây là cách kết hợp giữa BBT và Selenium. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.